Tham gia chương trình Tôn vinh cà phê Việt đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, thương hiệu cà phê Midmore đã giới thiệu đến khách tham quan nhiều loại sản phẩm cà phê nông sản độc đáo. Cà phê Midmore độc đáo bởi sự kết hợp giữa cà phê nguyên chất và các loại nông sản như dừa, đậu xanh, bạc hà hay khoai môn. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, Midmore tiếp tục cho ra mắt sản phẩm cà phê vị xoài. Đến với chương trình Tôn vinh cà phê Việt, khách hàng sẽ được dùng thử miễn phí các sản phẩm tại gian hàng Midmore và nhận được nhiều ưu đãi quà tặng. Xoài cũng là một trong những nông sản rất là nổi tiếng của Việt Nam chúng ta. Chính vì vậy nên chúng tôi đã quyết định là chúng tôi phải đưa cái sản phẩm xoài này trở thành một cái sản phẩm chế biến sâu, và chính là cái cà phê xoài để chúng tôi đưa được ra thế giới. Hiện sản phẩm của Midmore đã phủ sóng khắp cả nước qua các kênh bán lẻ ở các siêu thị lớn và xuất khẩu qua hơn 10 quốc gia trên thế giới. Loại cà phê nông sản này được người tiêu dùng ưa chuộng bởi sự mới mẻ và tiện lợi. Ngoài cà phê, thương hiệu này còn sản xuất các loại đồ uống làm từ trà thảo mộc, chanh dây, nha đam, yến, chanh đào và mật ong. Các sản phẩm được sản xuất bằng nguyên liệu có nguồn gốc thiên nhiên, đạt chuẩn quốc tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, có lợi cho sức khỏe.